đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nhật Kim Anh, Lê Bê La ghét nhau từ phim Tiếng Sét Trong Mưa đến khẩu chiến kịch liệt ngoài đời. Nếu trong phim Tiếng Sét Trong Mưa, Hiểm là người đẩy Thị Bình vào bi kịch, thì ngoài đời Lê Bê La và Nhật Kim Anh cũng từng có xích mích. Trong phim Tiếng Sét Trong Mưa, Lê Bê La vào vai người hầu tên Hiểm, với tính tình chua ngoa hay mách lẻo. Hiểm cùng vợ Hai Sáng, Cao Thái Hà và bà hội đồng nghệ sĩ Diệu Đức tạo nên bi kịch trong gia đình. Thị Bình, Nhật Kim Anh là người mà Hiểm ghen ghét nhất. Vì dù cùng Phượng làm người ở, nhưng Thị Bình lại được cậu ba Khải Duy, Cao Minh Đạt yêu thương. Không những vậy, đến cả Lộ Hứa Minh Đạt, người mà Hiểm thích cũng quan tâm lo lắng cho Thị Bình, nên Hiểm lại còn căm thù hơn. Hiểm là người đã mách chuyện Thị Bình có bầu cho bà Hai Sáng và bà hội đồng biết, để rồi Thị Bình bị ném xuống giếng, đồng thời Hải Luân Lũ cũng suýt chết oan do bị nghi là chủ nhân của cái thai trong bụng Bình. Khi Thị Bình lên trở thành vợ của cậu ba, rồi Hiểm vẫn luôn tìm cách hãm hại Bình dưới sự chỉ dẫn của mợ Hai Sáng. Tiếp tục sau đó, Hiểm đẩy Lũ và Bình vào phút tư tình vụng trộm, khiến cả hai bị đánh và trói nhốt trong nhà kho. Lúc đầu, Hiểm chỉ vì muốn dạy cho con Bình một bài học. Dần dần khi lòng ghen ghét dâng đầy, Hiểm chuyển qua âm mưu, không ăn được thì đạp đổ. Sau khi Hải Lũ và Bình bị oan gia tình, Hiểm chỉ nói một câu: ai bảo nó cướp anh Lũ của tao. Không chỉ ghét nhau trong phim, ở ngoài đời cả hai cũng từng có xích mích, dẫn đến khẩu chiến trên mạng xã hội. Khi nữ diễn viên Lê Bê La chia sẻ bài viết mà theo Nhật Kim Anh là không đúng về ngành yến xào mà cô đang kinh doanh, mọi chuyện xuất phát từ bài viết mà diễn viên Cổng Mặt Trời chia sẻ, nói về cuộc đời của con chim yến. Cụ thể bài viết cho rằng nhiều người đã vứt trứng yến hay chim non xuống biển chỉ để lấy tổ yến và để lại sự đau thương cho chim yến mẹ. Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu bên dưới phần trả lời của một bình luận chỉ trích danh công ty Nhật Kim Anh, Lê Bê La không thể hiện sự đồng tình bằng câu nói mang tính trù ẻo cao: sau này tài sản dễ bị tiêu tán vì nhân quả thôi. Nhật Kim Anh đăng đàn trả đũa bằng một bài đăng khá dài chi tiết về ngành nuôi yến xào, nhắc thẳng tên nữ diễn viên Cổng Mặt Trời và gay gắt cho rằng chính cô cũng đang tạo nghiệp. Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn khẳng định Lê Bê La rất ngoan cố và thiếu kiến thức khi cô muốn giải thích để đối phương hiểu, nhưng Lê Bê La cho rằng có động chạm gì đâu mà căng thẳng đến như vậy. Sau đó, cô đã xóa một số bình luận của Nhật Kim Anh trên mạng xã hội. Điều đặc biệt khi xảy ra mâu thuẫn này, cả hai vừa đóng máy phim Tiếng Sét Trong Mưa được 3 ngày. Nữ diễn viên cũng trải lòng sau sự việc này: bản thân tôi và Bella khá thân thiết trên phim trường, thậm chí có lần đi quay chung, Bell có nói da mình bị dăn nheo. Lúc đó tôi có hai lọ Collagen mua ở Mỹ, một lọ mình đã uống nên nhường cho cô ấy một lọ, mình còn pha vào chai nước để Bell uống. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có thể xảy ra xích mích như vậy.